Mùa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mazda CX-5 2.0 Premium sản xuất năm 2020, một chủ từ mới, lăn bánh với quãng đường 5 vạn km zin, không bị tai nạn, không máy móc không có bị động chạm hay là ảnh hưởng đến khung gầm kết cấu của chiếc xe. Bao check test hãng toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Với những anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp cần chuẩn bị trước cho em khoảng 250 triệu là mình có thể nhận xe về nhà rồi. Thông tin cụ thể về lãi suất hàng tháng cũng như là số tiền cần phải trả thì các bác có thể trao đổi liên hệ theo số điện thoại. Em sẽ gửi thông tin cho anh chị và các bạn qua Zalo để mình có thể cân nhắc tài chính của mình. Và những đường nét tổng quan của chiếc xe thì chúng ta hãy cùng tham khảo qua từ những vân bấm nốt của chiếc xe. Bậc lên xuống được trang bị là bậc cứng, gương kính chỉnh điện có tích hợp báo rẽ, cảnh báo vượt trên gương. Với bản 2.0 Bre thì nó sẽ có một cái mức giá nó cũng rất là hợp lý cho anh chị và các bạn có thể sở hữu. Trên nó thì nó sẽ có một bản 2.5 nữa, một cầu và hai cầu. Với bản này thì nó sẽ không thiếu option gì cả. Về cơ bản nó chỉ kém là về dẫn động cũng như là khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng máy 2.0 thôi. Tính năng an toàn vẫn đầy đủ. Cảm biến cam đùi hay là cốp điện vẫn mang lại đầy đủ cho anh chị và các bạn. Nốp sơ cua đồ nghề vẫn có. Bác chủ thì cẩn thận giữ gìn đã trang bị thêm bộ thảm trải sàn, dán lưng ghế đầy đủ hết cho anh chị và các bạn rồi. Vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý đều có đầy đủ nha anh chị nhé. Để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn mua xe về sử dụng thì mình lên mang xe vào hãng hoặc bộ bên thứ ba, anh chị và các bạn check test kiểm tra, tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước mà lại có sự an tâm hơn nữa trong quá trình sử dụng sau này. Lốp sơ cua của chiếc xe nó vẫn còn mới nguyên. Những đường led về sơn bánh vẫn còn. Thùng cốp thì không hề có hiện tượng bị đâm va hay sửa chữa gì cả anh chị nhé. Đuôi xe có dạng lipo thể thao, ống xả giả với ống xả kép. Dấu bên dưới nó là hai cái xả hai bên. Đấy, cụm đèn hậu này với những chi tiết thiết kế bo tròn đặc trưng của dòng xe Mazda. Với không gian khoang hành khách, hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi với em về chất lượng cánh cửa này, đến những cái phần cột kèo hay là những phím bấm chức năng của chiếc xe để mình cùng cảm nhận và đánh giá được với em là xe nó có hoàn hảo hay không. Lịch sử của chiếc xe là full đầy đủ trong hãng cho anh chị và các bạn có thể check kiểm tra. Đấy. Chi tiết ghế ngồi hàng ghế thứ hai đây, với bệ tì tay, tựa đầu, rồi là hệ thống dây đai an toàn được trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn. Trần xe với hệ thống cửa sổ trời này, cửa gió điều hòa trung tâm cũng được trang bị đầy đủ hết rồi. Bệ tì tay này, một cái không gian rất là thoáng đãng, rộng rãi anh chị nhé. Không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có những cái gì cho anh chị và các bạn? Với cánh cửa thì nó sẽ vẫn hệ thống giải trí loa bâu, phím chức năng lên xuống kính chỉnh gương. Bên trong đây thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn vô lăng tích hợp này, màn hình giải trí, rồi là phanh tay điện tử auto hold. Cần số thì được trang bị là cần số dọc. Các phím iDrive hay là chất lượng ghế ngồi của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao anh chị nhé. Đấy, có hắt kính lái đầy đủ hết anh chị ạ. Loa thì có trang bị loa cột đầy đủ. Máy của chiếc xe này nó sử dụng khối động cơ là máy 2.0. Nên cái khả năng vận hành của chiếc xe nó cũng rất là tuyệt vời. Di chuyển trong phố tiết kiệm. Đường trường nó vẫn mang lại cảm giác lái thể thao cho anh chị và các bạn nhờ chế độ lái Sport. Máy móc thì anh chị và các bạn có thể tham quan qua về chất lượng về khoang máy của chiếc xe. Với khối động cơ sử dụng là Skyty Technology. Máy thì vẫn sử dụng máy cũ thôi, sau đấy khoảng 1-2 năm gì đấy thì nó sẽ chuyển sang máy Skyty G. Mức giá bán của chiếc xe này bây giờ hiện tại nó rất là mềm. Mazda CX-5 2.0 Pre sản xuất là năm 2020. Mức giá hiện tại đang chào anh chị và các bạn chỉ với 735 triệu.
giá vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Anh chị và các bạn chỉ cần chuẩn bị cho em trước khoảng 250 triệu là mình có thể nhận chiếc xe bản full cao cấp giá rẻ này rồi.